Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Thị Thắm, con 50 tuổi, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con được nhiều ơn lắm, cha ơi, là Chúa ban cho con nhiều lắm. Mà trước kia thì nếu không nhờ ơn Chúa thì con sẽ mất ba đứa con. Thì con được 4 đứa con, nhưng mà trước kia chồng con say xỉn, cứ bắt con phá thai, thấy có bầu đứa nào thì cũng bắt con phá thai. Mà đêm ngày con ngồi con khóc với Chúa, mà cứ mỗi khi mà con khóc thì xong là con khóc mà cái gối con ướt đầm đìa mà cả đêm. Xong sáng nay con dậy con đi bán thì lúc đó là con đi bán bánh đa kê ở dưới Sài Gòn. Mấy bà Sài Gòn cứ hỏi con là chứ cái con đa kê này sao mày đau mắt lâu ấy mà hết. Cái con cứ đội cho nó lá, con gầm đầu xuống, con không dám ngẩng lên. Cái con bảo dạ em đau mắt, để thôi không dám nhìn. Mà cứ thế mà con đi bán thì thôi con về nhà nào bắt con đi phá thai. Cái con khóc mà 2 lần con bưng thuốc lầy con uống thì không uống được, con mở ra thì có một lần thì có thấy Đức Mẹ mặc áo trắng xong đến gạt tay con một cái, chai thuốc lầy rớt xuống. Đó là một lần đầu tiên đấy là con không uống được. Và xong đến lần thứ hai nữa thì con cũng mở chai thuốc lầy ra thì cái đầu con tức quá, con khóc rồi thì con khóc nức lên. Cái ống ở trong nhà ông chảy ra trong giường. Ông nào? Nhà ông chồng con. Ông chạy trong giường ra, ông bảo chứ cái gì vậy? Con bảo chứ không có gì hết, đi vào giường ngủ đi. Xong cái con giấu chai thuốc lầy xuống chân giường. Xong một tí ông vào thì con lại mở ra lại thì làm như con Thánh Lu Xe. Đến là hất cái tay con lần nữa là rớt chai thuốc lầy luôn, là 2 lần là con không uống được. Là 3 đứa con là, đó là một lần, đó là thằng con trai. Đó. 4 đứa con thì đứa đầu thì không nói gì, đến đứa thứ hai thì lúc đấy con cũng khổ lắm, trò tranh bách lá thì lúc nào con đi bán thì con cũng cứ nhìn cái nhà nào chỉ tầm 50 m² thôi mà xây không tô là con cũng ước, con bảo chứ con chỉ ước chỉ bằng đấy có chỗ nơi mát mẻ thờ phượng Chúa thôi, khỏi dột khỏi nắng mưa thôi, chứ con không ước mơ gì cao sang. Vậy xong kê đến đứa thứ hai thì đứa thứ hai là đứa con gái sinh 1997 thì đến khi có bầu thì cũng cứ bắt con đi phá, mà con khóc con cầu xin Chúa, con bảo chứ Chúa ơi bây giờ Chúa dạ, Chúa để cho con sanh, dù con có nghèo có khổ con bế con đi xin ăn thì con cũng sanh ra những đứa con. Vậy trong đến đứa thứ ba nữa thì con về ngoài Bà Rịa Vũng Tàu con ở, con có bầu mà ông cứ bắt con đi phá. Xong con không đi phá thì cái ông mới bảo chứ mày đi với thằng nào bầu cũng phải của tao, với lại để ra tao đi thử ra cho em. Cái bắt con đi phá, con bảo chứ chắc ông đi phá luôn, nếu mà ông không nhận thì tôi đẻ ra tôi bỏ ở bệnh viện, hay là tôi về tôi bế con đi xin ăn một mình tôi được, ông không nhận cũng không cần. Vậy cứ suốt ngày là sáng thay chiều chỉ là bắt con đi phá thai thôi. Cái con tạ ơn Chúa là Chúa đã cứu con. Còn con kể cái đợt mà có bầu thằng con trai là ông bắt con đi phá thai nè, ông kêu xe ôm đến nhà, kêu xe ôm đến nhà xong cái đầu bắt con đi phá. Thì hôm đó là làm như Chúa cứu con. Tự nhiên là đến nhà là con đau đầu, con chóng mặt, con không đi. Con bảo chứ hôm nay đau đầu chóng mặt lắm, thôi để lúc khác. Vậy xong cứ mỗi lần con đi bán thì ông bảo chứ sao mày không đi phá nó đi. Con bảo chứ thì ông không nhận thì để tôi đẻ để tôi nuôi. Xong cứ bắt đi giết con, mày con nhà người có đạo mà cứ đi phá con. Thôi bây giờ nghèo nghèo tôi cũng nuôi, tôi cũng phá. Đó là cái ơn vì 3 đứa con của con đó. Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì mới đây này 3 ngày nay thôi. Tự nhiên là con đau đầu mà con chóng mặt xong con đổ hết mồ hôi một tê ra. Con nằm vật nằm vá ở ngoài chợ, con khóc con không đi được. Vậy xong rồi con dạy con lần hạt con đọc kinh thì cứ chành hạt này con để lên trán này. Xong con cứ lần hết 50 mân côi rồi 50 lòng thương xót. Xong đến khi con đọc các kinh kia thì cũng cứ chăng hạt con để trên đầu, con ngước lên để con đọc kinh. Và xong rồi con hết đau, con bảo chứ Chúa ơi, Chúa cho con hết đi chứ để ngày mốt con đi đến giáo điểm lòng thương xót rồi mà giờ Chúa để con đau như vậy thì con sợ ngày mốt con không đi được. Rồi xong rồi con cứ đau mỏi ấy đổ mồ hôi vậy á. Rồi xong nó đau đầu mà này. Thì hết chưa? Dạ con hết rồi cha. Hallelujah. Về cái điều quan trọng nhất là về chồng của chị là như thế nào rồi? Dạ vâng, con tạ ơn Chúa thì Chúa đã rước đi cho con rồi. 10 năm nay con hết khổ vì chồng rồi. Dạ. Còn chồng chị đi đâu rồi? Dạ chồng con đi bán muối rồi. Cảm ơn chị.
Nhưng mà rồi trước khi mà chồng chị qua đời ấy, thì anh đã quay về với Chúa và đã bớt nhậu nhạt say xỉn chưa? Lúc đấy thì anh vẫn còn say xỉn, nhưng mà khi bệnh 3 tháng là bác sĩ báo là anh này chỉ còn 3 tháng nữa, là nếu mà đồng dao đồng kéo vào thì 3 ngày là chết, mà nếu đi chạy thuốc Tây, thuốc Nam ở ngoài thì được 3 tháng, coi như cũng gần 3 tháng thì ông chết. Đến khi ông mất thì lúc thời gian chữa bệnh á, thì ông bảo chứ lúc đấy thì con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, thì con cũng đọc kinh cầu nguyện mà toàn đọc kinh Mân Côi thôi, không có biết lòng thương xót. Thì mỗi lần cái gì thì mẹ con cứ bảo là... Rồi cứ cùng sau. Dạ rồi xong rồi mẹ con cứ bảo cái gì con cũng dâng lên cho Chúa hết. Thì rồi cái anh bảo chứ đợt này mà nếu mà tôi mà hết bệnh á, thì tôi về tôi thương bà, tôi lo cho bà từ A tới Z, không để bà phải khổ nữa. Vậy mà đến lúc mà khi ông... Hallelujah. Chúng ta thấy không, mà cuối cùng thì Chúa cũng cho người chồng ấy được ơn sám hối mà quay trở về. Nếu tôi còn sống, các bạn hát thì nếu anh còn trẻ, bây giờ thì anh già mất rồi. Nếu anh còn sống, nếu anh còn khỏe thì anh sẽ lo cho em từ A đến Z. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, dù lúc đó chị chưa biết lần Chúa, lòng Chúa thương xót, Chúa có thương không? Trả lời, nếu chị giờ đó chưa biết lần Chúa, lòng Chúa thương xót, Chúa có thương không? Vẫn thương, vẫn cứu. Và Chúa đã cứu chồng chị như vậy là quá đẹp. Để anh được ơn quay trở về, lòng của anh đã muốn rồi. Nếu, có nghĩa là lòng anh đã muốn rồi. Và Chúa chỉ cần tấm lòng thôi, chỉ cần cái ý thiện như vậy thôi, đã đưa anh ấy về với Chúa để cho anh ấy không còn sống trên trần gian này. Vì biết đâu còn sống trên trần gian này lại bị không còn người nhà của Thiên Chúa mà người nhà của ma quỷ. Vì nó lại đến, nó lại cám dỗ, nó lại rủ rê, rồi lại đi vào cái đường cũ. Cho nên có những người thì Chúa cứu về phần xác để cứu về phần hồn, nhưng cũng có những người thì Chúa phải cho chết luôn cả về phần xác để cứu được về phần linh hồn. Gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha, bánh đa kê. Cái này con đi bán bánh đa kê không? Dạ, bây giờ thì con... Còn hay không? Dạ không, cha, giờ con bán quần áo ở chợ Long Hải. Rồi, tưởng còn bánh đa kê nào đem vào đây ít. Đây, dạ. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bà lên đây.